Thưa quý vị, còn sức khỏe là còn cống hiến cho sự nghiệp chồng người, đó là tâm huyết, là lý tưởng sống của cựu giáo chức Trần Thị Loan, một nhà giáo đã dành nhiều tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp chồng người và phong trào khuyến học khuyến tài trên quê hương Bảo Thắng. Từng có 15 năm đứng trên bục giảng và kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tới năm 2015 nghỉ hưu, nhưng cựu giáo chức Trần Thị Loan vẫn chưa ngơi nghỉ, luôn trăn trở trước những ước mơ được cắp sách đến trường của biết bao học trò nghèo. Bởi vậy mà bà tiếp tục tham gia công tác khuyến học khuyến tài của địa phương. Kêu gọi các nhà hảo tâm đến để hỗ trợ. Như ở thôn Bản Họt đây thì những năm trước chị cũng đã có kêu gọi với các nhà hảo tâm xây dựng cho các cháu một cái điểm trường mầm non để đảm bảo đủ trường học, lớp học cho các cháu trên địa bàn xã. Đây là một người rất là nhiệt huyết với cái chương trình khuyến học, khuyến tài. 9 năm tham gia công tác khuyến học, bà Trần Thị Loan đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền, địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành ở địa phương, nhà trường, xây dựng chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học, cộng đồng xã hội học tập, vận động các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội ủng hộ xây dựng nguồn quỹ của các cấp hội trong huyện. Nhân tố mà để quyết định cái sự thành công của mình trong cái lĩnh vực hoạt động công tác khuyến học khuyến tài đấy là người cán bộ khuyến học phải nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết thật sự với cái sự nghiệp chồng người. Nhờ nguồn quỹ ổn định nên hàng năm đã có hàng trăm suất quà được hội, các chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học trong toàn huyện trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cổ vũ động viên tinh thần giúp các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. Bằng cái sự nhiệt tình, tâm huyết với lại cái công tác khuyến học khuyến tài. Chính vì vậy cho nên có thể nói là thời gian qua thì các cái hoạt động của hội là rất là tốt. Nhờ cái công tác khuyến học khuyến tài thì nói rằng trong thời gian qua thì cái chất lượng giáo dục của huyện Bảo Thắng cũng đã được nâng lên một cách rõ rệt. Với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực đóng góp của cựu giáo chức Trần Thị Loan đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài của huyện Bảo Thắng ngày càng phát triển.